chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chuyển động thị trường, chương trình cập nhật những thông tin đa chiều về thị trường kinh tế. Sau đây là những diễn biến chính mà chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị trong chương trình hôm nay. Chuyện kinh doanh giúp kinh doanh đa kênh trực tuyến hiệu quả hơn. Công nghệ xét nhiệt mặt trời Indosun hân hạnh tài trợ chương trình này. Indosun là nhà cung cấp các giải pháp về năng lượng mặt trời tại Việt Nam, mang đến giải pháp năng lượng vĩnh cửu, đầu tư một lần sử dụng mãi mãi. Indosun, đầu tư một lần sử dụng mãi mãi. Thưa quý vị, một tuần nay, tại các địa phương nuôi heo nhiều ở miền Bắc như là Bắc Ninh, Hà Nam, giá heo hơi bán tại chuồng giảm mạnh, còn khoảng 41.000 đến 44.000 đồng một ký. Tại miền Nam, giá heo cũng trong tình trạng tương tự trong những ngày qua. Theo nhiều chủ trại, từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2022, giá heo hơi ở ba miền Bắc, Trung, Nam dao động ở mức 63 đến 70.000 đồng một kg. Tuy nhiên, từ tháng 11 năm 2022 đến đầu năm 2023, giá heo giảm còn 51.000 đến 53.000 đồng một kg, đến nay giá heo giảm xuống còn 41.000 đồng một kg. Nhiều chủ trại heo cho rằng nguyên nhân khiến giá heo tiếp tục rớt sâu là do nguồn thịt ngoại nhập về nhiều, còn heo nuôi không thể xuất tiểu ngạch sang Trung Quốc như các năm trước. Dự báo tình hình chăn nuôi heo có thể tiếp tục khó khăn trong năm 2023 và chỉ khởi sắc từ quý 3 năm 2023. Xin chuyển sang thông tin khác. Hai tháng đầu năm, tín dụng thành phố Hồ Chí Minh chỉ tăng 0,37% so với cuối năm 2022, trong khi đó tín dụng cả nước tăng cũng chỉ 0,5%, đây là mức tăng thấp nhất trong những năm gần đây. Sau hai lần điều chỉnh, lãi suất qua đêm 16 tháng 3 đã giảm từ mức 6,17% một năm xuống còn 4,17% một năm. Kỳ hạn một tuần giảm 1,01% còn 4,52% một năm. Kỳ hạn 1 tháng từ 7,19% một năm còn 6,33% một năm. Kỳ hạn 3 tháng còn 7,18% một năm. Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng lần lượt là 7,77% một năm và 7,98% một năm, giảm tương ứng 1,3% một năm và 1,79% một năm trong vòng 2 ngày. Trong bối cảnh thanh khoản như hiện tại và tín dụng tăng chậm thì lãi suất huy động sẽ chịu sức ép giảm rất lớn. Lãi suất huy động giảm sẽ giúp các ngân hàng tiết giảm chi phí, qua đó có điều kiện giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế, nhất là các lĩnh vực ưu tiên. Thưa quý vị, vừa qua, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức lễ công bố và vinh danh 519 doanh nghiệp đạt nhãn hiệu chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2023. Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao đã tổ chức lễ công bố và vinh danh với chủ đề 27 năm Hàng Việt Nam chất lượng cao, hành trình đến nền kinh tế xanh. 519 doanh nghiệp có sản phẩm chất lượng được người tiêu dùng bình chọn và công ty trách nhiệm hữu hạn Nệm Thắng Lợi một lần nữa vinh dự đạt được chứng nhận này. Thật là vinh dự khi Nệm Thắng Lợi tiếp tục lại được người tiêu dùng tin tưởng và bình chọn cho là Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2023. Từ đó chúng tôi liên tục thay đổi công nghệ, thay đổi trang thiết bị, máy móc hiện đại, từ đó cho ra đời những dòng sản phẩm có chất lượng tốt. Với định hướng phát triển bền vững các sản phẩm từ cao su thiên nhiên thân thiện với môi trường, nên công ty Nệm Thắng Lợi luôn đổi mới công nghệ để hoàn thiện chất lượng sản phẩm, đồng thời mang đến cho khách hàng các sản phẩm có chất lượng tốt và an toàn cho sức khỏe người sử dụng. Đặc biệt, để nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm, mới đây, công ty đã đầu tư và đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất nệm cao su thiên nhiên tại khu công nghiệp Tân Phú Trung. Hiện Nệm Thắng Lợi đang cung cấp ra thị trường nhiều dòng sản phẩm nệm đa năng, chất lượng cao như nệm cao su thiên nhiên, nệm cao su non, nệm form cao cấp. Với nhiều kích thước và mẫu mã khác nhau, tất cả sản phẩm đều được công ty đăng ký nhãn hiệu độc quyền của Cục Sở hữu Trí tuệ cùng tem chống hàng giả, mã QR code giúp người tiêu dùng nhận diện đúng sản phẩm chính hãng. Bên cạnh đó, công ty cũng đã xây dựng được một hệ thống phân phối trải dài khắp cả nước cùng các chính sách bán hàng và hậu mãi chu đáo. Trong thời gian làm việc 3 năm vừa qua, thì những phản hồi của khách hàng, những khách hàng đã mua, đã dùng được Nệm Thắng Lợi rồi, thì sẽ chắc chắn là sẽ quay lại sử dụng tiếp
dòng nệm của Thắng Lợi. Và mình cũng hy vọng là trong thời gian sắp tới thì công ty sẽ cho ra nhiều sản phẩm đẹp và chất lượng để gửi tới quý khách hàng. Nệm Thắng Lợi là một trong số ít các thương hiệu trong ngành nệm liên tục đạt được chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền. Thưa quý vị, những bình khí N2O hay còn gọi là bóng cười, không khác gì chất gây nghiện, được mua bán dễ dàng như mớ rau. Lực lượng chức năng thời gian qua đã thu giữ một số lượng lớn, nhưng vụ sau số lượng lại nhiều hơn vụ trước. Người sử dụng, người nghiện bóng cười, mỗi ngày một nhiều lên và chủ yếu là giới trẻ. Đây là 187 bình bóng cười, vừa bị lực lượng chức năng thành phố Hà Nội thu giữ tại địa chỉ số 12, ngách 62, Đặng Văn Ngữ, phường Phương Liên, quận Đống Đa. Gần 200 bịch bóng cười này được cất giấu tại một shop thời trang do Lưu Đình Đại làm chủ. Trước đó, tại khu đô thị Đặng Xá, công an đã phát hiện kiểm tra đối tượng Lương Minh Hoàng, 26 tuổi, trú tại tỉnh Lạng Sơn, có hành vi vận chuyển hai bình khí N2O. Từ vụ việc trên, qua khai thác tại chỗ, Hoàng khai nhận nơi đầu nguồn cất giấu cung cấp bình khí bóng cười của Lưu Đình Đại. Khi có đơn thì người ta bán đơn, chủ sẽ bán đơn lên nhóm là bọn em nhận. Thì em sẽ lấy bình và đi ship. Thì mỗi một lần đi ship thì bọn em được 50.000 một bình. Tiền mà đến thu tiền của khách thì chuyển thẳng vào số tài khoản của chủ. Cho đến thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng chưa đưa cái này vào để quản lý như cái chất ma túy. Và trên thực tế thì các nước trên thế giới cũng chưa có cái nước nào đưa vào, bởi vì hàm lượng nó thấp. Đấy, nếu đưa cái chất này vào thì cũng lại phải đưa rất nhiều chất khác vào, cho nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Việc chưa kịp thời đưa khí N2O vào danh mục chất gây nghiện đã tạo tiền đề cho các chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện như quán bar thả sức sử dụng bóng cười để hút khách, nhất là giới trẻ. Người sử dụng bóng cười ban đầu gây phấn khích, hưng phấn tạm thời, sau sẽ nhanh chóng ức chế thần kinh, ức chế tim mạch, loạn nhịp tim, ngừng thở, thở yếu, hôn mê, co giật. Dùng quá nhiều có thể dẫn tới tử vong. Bệnh nhân nhập viện chủ yếu là những người trẻ. Mặc dù đã bị lực lượng chức năng kiểm tra xử lý nhiều lần, nhưng mà vì lợi nhuận quá cao nên là vẫn lén lút và hoạt động kinh doanh khí N2O bóng cười vào mục đích vui chơi giải trí. Bóng cười không chỉ tạo ra những cơn hưng phấn thần kinh khiến người dùng có cảm giác đê mê và không thể kiểm soát. Sự nguy hại thì đã rõ, nhưng chế tài xử phạt cho những vi phạm khi tàng trữ, mua bán chất N2O chỉ dừng lại ở mức xử phạt hành chính. Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến bóng cười trở thành một xu hướng phổ biến trong giới trẻ ngày nay. Công nghệ sấy nhiệt mặt trời Indosun hân hạnh tài trợ chương trình này. Indosun là nhà cung cấp các giải pháp về năng lượng mặt trời tại Việt Nam, mang đến giải pháp năng lượng vĩnh cửu, đầu tư một lần sử dụng mãi mãi. Indosun, đầu tư một lần sử dụng mãi mãi. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 3 vừa qua, đoàn khách Trung Quốc đầu tiên qua cửa khẩu hữu nghị Lạng Sơn đã đặt chân đến Việt Nam sau 3 năm ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trước đó, chính phủ Trung Quốc đã chính thức đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch cho khách đoàn đợt 2 theo chính sách mở cửa của nước này. Đoàn khách này gồm 124 người với hành trình kéo dài 3 ngày 2 đêm tại Hà Nội và Hạ Long, Quảng Ninh. Phong cảnh Việt Nam rất đẹp, con người Việt Nam thì rất nồng hậu mến khách. Việt Nam có nhiều điểm đến đẹp như Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt. Những điểm này rất thu hút chúng tôi. Tôi rất thích du lịch Việt Nam nên lần này tôi lại đến đất nước bạn. Tôi muốn thông qua chuyến đi này có thể tuyên truyền nhiều hơn nữa cho du khách Trung Quốc đến Việt Nam. Năm 2019, lượng khách Trung Quốc đến với Việt Nam là 5,8 triệu lượt, chiếm 1/3 tổng lượng khách quốc tế nước ta. Sự quay trở lại của thị trường khách du lịch lớn này sau 3 năm vắng bóng là tín hiệu lạc quan cho du lịch Việt Nam trong năm 2023. Khách du lịch Trung Quốc là một thị trường lớn, quan trọng và ngày càng được sự quan tâm để mà phục vụ tốt. Chúng ta hướng tới những cái nhóm khách du lịch Trung Quốc cao cấp, đa dạng
và làm sao phục vụ tốt để người ta lưu lại nhiều hơn ở Việt Nam và đi đến nhiều nơi đẹp và hấp dẫn của Việt Nam. Ở đây thì sẽ cái lượng khách theo đường bay ở Trung Quốc sẽ từ Trung Quốc vào Việt Nam sẽ hiện nay như Nha Trang là có thể là hơn 163 chuyến bay. Thì tất cả đấy là một sẽ là một cái cơ hội cho toàn cái ngành du lịch Việt Nam, và chắc chắn là khách du lịch Trung Quốc về những cái nơi đường địa điểm điểm đến xa, ví dụ như là Nha Trang hay Phú Quốc, chắc chắn là sẽ đi đường bay. Và thực sự là theo chỉ đạo tổng cục du lịch là đơn vị lữ hành Việt Nam cần phải liên kết chặt chẽ hơn nữa và phối hợp để nâng cao chất lượng dịch vụ. Trong năm 2023, Việt Nam đặt mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc tế. Chỉ riêng trong 2 tháng đầu năm, lượng khách này đã đạt 1,8 triệu lượt. Cùng với đó, việc mở cửa du lịch trở lại của Trung Quốc tạo kỳ vọng cho sự phát triển trở lại của du lịch Việt. Thưa quý vị, Việt Nam chúng ta đang trong thời kỳ then chốt để phát triển. Việc sử dụng thông thạo tiếng Anh và các kỹ năng giao tiếp là điều kiện tiên quyết hàng đầu. Với tầm nhìn là tạo sức cạnh tranh cho thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, Trung tâm Anh ngữ WeSet đã và đang xây dựng nên một môi trường dạy và học tiếng Anh chuẩn quốc tế. Được thành lập từ năm 2016, WeSet English Center là một trong những đơn vị dẫn đầu về việc áp dụng phương pháp đào tạo tiếng Anh kiểu mới, Root-Based Learning, là phương pháp tạo lập nền tảng từ vựng và ngữ pháp phối hợp với phát triển đa kỹ năng dựa trên kiến thức khoa học, xã hội. Từ đó, học viên không chỉ đạt được điểm số IELTS mong muốn mà còn có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh vào thực tế công việc và cuộc sống. Để đảm bảo chất lượng đầu ra về điểm số IELTS, Trung tâm Anh ngữ WeSet xây dựng lối giảng dạy thực tế sống động. Các học viên sẽ được rèn luyện kỹ năng cùng với các giảng viên có chuyên môn cao và kinh nghiệm giảng dạy dày dặn với quy mô lớp học khoảng 15 học viên, tổ chức các buổi đánh giá chất lượng hàng tháng để kịp thời bù đắp khuyết thiếu, tạo lập các buổi trò chuyện, tranh luận để hoàn thiện thêm kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh cho các học viên. Trong cái quá trình mà đi học ở trung tâm ấy thì mình được test vòng vào cũng như là được tư vấn bởi một cái đội ngũ các bạn tư vấn rất là nhiệt tình ở bên trung tâm. Mình còn được tham gia những cái hoạt động ngoại khóa rất là bổ ích vào cuối tuần. Thầy cô thì rất là nhiệt tình hỗ trợ cho mình trong lớp học cũng như là ngoài cái giờ học luôn. Ngoài ra, với sứ mệnh là chắp cánh ước mơ vươn xa cho học viên, WeSet English Center còn chủ động xây dựng nhiều khóa học theo nhu cầu với mức giá tầm trung. Đội ngũ nhiệt tình luôn hỗ trợ học viên trong suốt quá trình học, đặc biệt là trong khoản thanh toán học phí. Hiện tại, WeSet English Center có 5 chi nhánh trực tiếp đào tạo với hơn 60 giảng viên chuyên môn đạt được các chứng chỉ quốc tế như TESOL, CELTA. Thưa quý vị, mô hình nhượng quyền thương hiệu hiện được xem là hướng đi đầy tiềm năng, nhất là trong ngành F&B. Nhiều thương hiệu đã tạo được vị thế ấn tượng trên thị trường bằng giá trị và phong cách riêng. Vừa qua, hệ thống cà phê nhượng quyền Say Coffee 24 giờ trực thuộc Say Group đã khai trương chi nhánh mới tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Được biết đến là một thương hiệu đồ uống và tráng miệng phục vụ 24/7, Say Coffee 24 giờ đã không ngừng khẳng định được vị thế và chất riêng của mình trên thị trường. Say Coffee 24 giờ không chỉ mang đến cho khách hàng nhiều loại thức uống ấn tượng, thơm ngon, đầy cuốn hút, mà còn là một không gian sang trọng, thoải mái để trò chuyện và làm việc mỗi ngày. Đặc biệt, khi lựa chọn nhượng quyền Say Coffee 24 giờ, ngoài được tư vấn, hỗ trợ xây dựng quán đúng chuẩn và cung cấp các loại vật dụng, thiết bị cùng nguyên liệu đặc thù, khách hàng còn được đào tạo về dịch vụ, quy trình vận hành, pha chế, kiểm soát nguyên vật liệu để mang lại chất lượng đồng nhất và hiệu quả trong kinh doanh. Thức uống chất lượng và không ngừng đổi mới là yếu tố quan trọng giúp cho Say Coffee chinh phục cho nhiều khách hàng trong nhiều năm qua. Ngoài những quyền lợi cơ bản khi hợp tác cùng Say, các khách hàng sẽ được hỗ trợ, tuyển dụng, đào tạo, vận hành và marketing. Say sẽ đồng hành cùng quý đối tác trong mọi hoạt động kinh doanh, không chỉ nhượng quyền kinh doanh. Có thể nói, với tiêu chí tận tâm, trung thực, uy tín, tâm huyết, yêu thương, hỗ trợ, cùng sự đầu tư bài bản về không gian, thức uống và phong cách phục vụ, Say Coffee 24 giờ đã trở thành một điểm đến yêu thích của nhiều khách hàng và là một thương hiệu nhượng quyền mang lại giá trị cao cho các nhà đầu tư. Quyết định là chọn Say Coffee để kinh doanh. Chi phí là vấn đề tôi quan tâm hàng đầu, sự hỗ trợ của công ty trong suốt quá trình kinh doanh, chất lượng nước uống, sự vững chắc trên thị trường, quy trình đào tạo chuyên nghiệp là điều tôi thích nhất ở Say Coffee. Nhân dịp khai trương chi nhánh mới,
Say Coffee 24 giờ cũng có nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách hàng. Thưa quý vị, dưới sự phát triển của công nghệ 4.0, các sàn thương mại điện tử trở thành một trong những kênh lý tưởng để giao tiếp với khách hàng. Tuy nhiên, phần khó khăn nhất cho các chủ shop, chủ doanh nghiệp là làm sao để quản lý và vận hành hiệu quả một lúc nhiều trang bán hàng khác nhau. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một giải pháp có thể giúp các chủ shop, chủ doanh nghiệp giải quyết khó khăn này. eComKey, nền tảng quản lý bán hàng đa kênh đa quốc gia, được thành lập ngày 11 tháng 11 năm 2020, là một trong những đơn vị tiên phong trong việc xây dựng ứng dụng công nghệ quản lý bán hàng đa kênh đầu tiên tại Việt Nam. Đội ngũ trẻ eComKey đang miệt mài ngày đêm cho ra mắt sản phẩm eComKey Omnichannel. eComKey, đây là một nền tảng đa ngôn ngữ giúp cho các nhà bán hàng toàn cầu đang kinh doanh trên Facebook, TikTok, Lazada, Shopee, Tiki có thể quản lý hàng ngàn cửa hàng trên một màn hình duy nhất. Ngoài ra, eComKey còn có bộ phận hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tái cấu trúc bộ máy, cung cấp phần mềm quản trị các phòng ban, chat nội bộ, hệ thống email doanh nghiệp, xây dựng website và triển khai các chiến lược marketing và media, giúp cho khách hàng doanh nghiệp phát triển ngày càng vươn xa hơn. Quý vị thân mến, và giải pháp mà chúng tôi đang muốn nhắc đến ở đây đó chính là ứng dụng eComKey. Ngày hôm nay, để giúp cho quý vị có thể hiểu rõ hơn, chi tiết hơn, thì chúng tôi đã mời đến đây một vị khách mời vô cùng đặc biệt. Đó chính là anh Cao Văn Hạnh, founder và là CEO của ứng dụng eComKey. Vâng, xin chào MC Thu Hà. Xin chào quý vị khán giả chương trình Chuyển động thị trường. Với phương diện là một nhà phát triển, thì anh Hạnh có thể gọi là chia sẻ một cách dễ hiểu nhất về ứng dụng eComKey cho những ai vừa mới nghe lần đầu không ạ? Mình xin chia sẻ một chút. eComKey là một nền tảng quản lý bán hàng đa kênh. Nó sẽ giúp cho các nhà bán hàng có thể là kết nối sản phẩm, đơn hàng, tin nhắn từ hàng ngàn cửa hàng Facebook, Lazada, Shopee, Tiki, TikTok về trên một màn hình duy nhất. Và từ đó thì nhà bán hàng có thể là quản lý tập trung tất cả các cái tin nhắn, tất cả các cái đơn hàng ở trên một màn hình dễ dàng. Khi mà người dùng người ta kinh doanh bán hàng trên các sàn thương mại điện tử thì nền tảng của chúng tôi không chỉ đơn thuần là một nền tảng quản lý tập trung mà nó còn là một cái con AI tự động. Con AI này sẽ thay thế các bạn có thể là nhắn tin tương tác được với khách hàng. Ngoài ra thì chúng tôi cũng kết hợp một số cái API với các đơn vị sàn thương mại điện tử chuyên sâu để có thể là giúp cho nhà bán hàng có thể là quản lý được hàng hóa thất thoát này. Rồi có thể là giúp cho nhà bán hàng là có thể in đơn vận hành trực tiếp các cái đơn hàng thương mại điện tử ở trực tiếp trên màn hình eComKey. Vậy thì còn một cái điều mà Thu Hà thắc mắc nữa đó chính là cái việc bảo mật thông tin thì ứng dụng eComKey có đảm bảo điều đó không ạ? eComKey chúng tôi là đặt mục tiêu là vấn đề bảo mật dữ liệu của khách hàng là vấn đề ưu tiên hàng đầu. Thì với cái nền tảng mô hình thiết kế cơ dữ liệu Big Data thì chúng tôi chia cái chìa khóa mà để nắm giữ truy cập vào database của chúng tôi thành 3 lớp bảo mật. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có thuê rất là nhiều kỹ sư từ Mỹ rồi từ những nước ngoài để có thể là set up những cái hạ tầng cơ sở dữ liệu để có thể là bảo mật, ngăn ngừa những cái đợt tấn công từ bên ngoài vào. Đồng thời thì cái vấn đề khách hàng quan tâm nhiều nhất nữa đó là cái vấn đề mà dữ liệu của khách hàng liệu có bị công ty chúng tôi sử dụng mang mục đích khác không? Thì công ty chúng tôi có những cái hợp đồng cam kết với khách hàng để đảm bảo được là cái việc là chúng tôi sẽ không sử dụng dữ liệu đó. Nghe nó có vẻ là nó hơi phức tạp. Vậy thì cũng có những cái điều mà đặc biệt là người dùng mới họ rất là thắc mắc, thì liệu là với một cái ứng dụng nó đầy đủ tính năng như vậy á, thì khi mà họ sử dụng nó có bị khó khăn không ạ? Chắc chắn là sẽ gặp nhiều khó khăn với một nhà bán hàng mới bắt đầu sử dụng nền tảng eComKey. Và để chúng tôi giải quyết những cái vấn đề khó khăn đó thì khi mà khách hàng vừa ngay từ giai đoạn tạo một tài khoản đầu tiên thì chúng tôi đã có những bạn nhân sự chăm sóc khách hàng là liên lạc được với khách hàng, và sau đó là chúng tôi có những cái buổi để training để hướng dẫn cho khách hàng sử dụng eComKey một cách được đơn giản trực quan thông qua UltraView hoặc là một số cái công cụ để điều khiển từ xa. Ngoài ra thì để khách hàng có thể là sử dụng được tốt hơn thì chúng tôi còn có chia sẻ những cái bộ công cụ hướng dẫn sử dụng bằng văn bản ở trên website eComKey hoặc là thông qua những cái kênh YouTube và fanpage của eComKey chẳng hạn. Ngay bây giờ thì anh có thể chia sẻ rằng là cái tính phổ biến rộng rãi của eComKey đã được mình thực hiện như thế nào ạ? Thì thời kỳ đầu mà chúng tôi ra mắt eComKey cũng bắt đầu là tiếp thị eComKey ban đầu là bằng truyền miệng thôi. Tôi giới thiệu nó đến tận tay những cái nhà bán hàng. Sau một thời gian mà chúng tôi tiếp cận bằng cách truyền thống thì chúng tôi đẩy mạnh thêm một số cái phương tiện bằng qua kênh truyền thông. Thì cũng may mắn là chúng tôi cũng được khách hàng đón nhận rất là tốt.
đặc biệt nhất là thông qua những cái nền tảng mạng xã hội. Vậy thì trong tương lai anh có ý định gọi là phát triển thêm những cái tính năng nó vượt trội hơn hoặc là nó ngày càng nó tiện lợi hơn cho khách hàng không ạ? Vâng, ngay cả không phải trong tương lai mà chính từ giai đoạn từ bây giờ nữa, chúng tôi cũng đang liên tục phát triển mới từng tính năng từng ngày. Cụ thể hơn là chúng tôi đang cố gắng hoàn thiện những cái phần về quản lý kho hàng đa quốc gia để hỗ trợ cho những cái nhà bán hàng kinh doanh fulfillment ở những nước ngoài ấy. Họ có thể là quản lý kho hàng được đơn giản hơn này, và tích hợp những cái công cụ AI chat tự động này, rồi tích hợp thêm cả cái công cụ chat with guest để chèn vào website cho nhà bán hàng. Đó cũng là những cái tính năng mà chúng tôi đang phát triển dần dần để mở rộng dần dần. Đồng thời chúng tôi cũng đang tập trung nhiều để đầu tư vào những cái AI, những cái dữ liệu thuật toán để có thể là phát triển cái nền tảng của chúng tôi để có thể quản lý Big Database ngày càng tốt hơn. Rất là cảm ơn những chia sẻ đến từ anh Cao Văn Hạnh ạ. Vâng. Và Thu Hà tin chắc rằng là với những chia sẻ vừa rồi của anh thì khách hàng, cho dù là khách hàng mới hoặc là đã và đang tham gia vào ứng dụng EconKey thì cũng chắc chắn là sẽ hiểu rất là rõ, tường tận về cái ứng dụng này cũng như là những cái lợi ích mà ứng dụng EconKey mang lại. Còn bây giờ thì Thu Hà xin chào tất cả quý vị và hẹn quý vị ở những số phát sóng tiếp theo. Like.